Chào các em. Hôm nay chúng ta vào chuyên đề tính góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Thì là thầy cho hai đường thẳng A và B trong không gian như thế này. Thì định nghĩa nhá, để góc giữa hai đường thẳng A và B người ta làm như sau. Đó là người ta kẻ lần lượt đường thẳng A phải song song với A, B phải song song với B. Thì khi đó góc giữa A và B thì chính là góc giữa A phẩy và B phẩy. Đấy, và đó chính là cái góc phi này. Và để tính góc phi này chúng ta có hai cách. Một là em dùng định lý cốt trong tam giác, đó là chúng ta có như sau, chúng ta có là A bình thì bằng B bình cộng với C bình trừ 2 lần BC nhân cốt góc phi. Định lý cốt nhá, định lý cốt hàm cốt này, định lý hàm cosin ấy, được chưa, là một. Và cách thứ hai đó là chúng ta dùng cái tích vô hướng này, vector A nhân vector B thì bằng độ lớn của vector A nhân độ lớn của vector B. Đấy, nhưng cốt xen giữa là cốt phi. Đấy. Hai cách này, chúng ta dùng hai cách này để chúng ta tìm cái góc phi, được không nhỉ? Đấy, góc phi chính là góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Đây thì ký hiệu thế thôi nhá, đây là ký hiệu AB để cho dễ đọc, được nhỉ? Đấy. Đấy. Thì bây giờ để thường để làm bài toán nó nhanh hơn ấy thì người ta hay dùng là cái phương pháp cách số 2. Cách số 2 thì làm bài toán sẽ nhanh hơn. Và như thế nào chúng ta sẽ đi vào các phần ví dụ. Chúng ta vào cái ví dụ số 1. Cho hình chóp là SABC. Cho hình chóp SABC. Thấy đấy. Trong đó có đáy tam giác đều. Đấy, chúng ta vẽ ra. Đây. Tôi vẽ lệch này một chút để nhìn nó mới dễ nhìn. Dạ. À. Đây chúng ta có cái này đây, hình chóp này, hình chóp SABC, trong đó SA vuông góc mặt đáy, SA vuông góc mặt đáy, đây là B, đây là C. M là trung điểm AB, M là trung điểm AB, N là trung điểm SC, N là trung điểm SC, được chưa? Bây giờ người ta yêu cầu là đi tính cosin góc giữa AN và CM. AN và CM. Tính cosin góc giữa AN và CM. Thì thầy sẽ dựa cái phương pháp như sau, thầy có là vector AN. Đấy, nhân vector CM. Vector AN nhân vector CM nhé. Thì sẽ bằng AN nhân CM nhân cốt xen giữa là cốt phi. Chưa? Thầy sẽ tìm cốt của đấy. Thì vector AN thầy, vector AN chúng ta nhớ là con N là trung điểm nhé, con N là trung điểm của A, con N là trung điểm của SC, đúng không? N là trung điểm SC. Đây, là trung điểm SC. Đấy. Tức là AN là trung tuyến, AN là trung tuyến, AN là trung tuyến, nên thành ra thầy có như sau, thầy có vector AN. AN là trung tuyến của tam giác SAC đấy. Đấy. Được chưa? AN sẽ là 1/2 AS cộng với AC, AC, vector AS cộng AC. Tiếp tục bây giờ kiểm tra tiếp CM. CM thì nó là trung tuyến của tam giác là ACB. Đó, CM trung tuyến tam giác ACB. Nhưng mà CM thì sẽ biến đổi cái này. CM thì sẽ bằng là AM trừ AC. CM sẽ bằng AM trừ AC. CM bằng AM trừ AC. AM trừ AC. AM thì là 1/2 AB hiển nhiên rồi. Tức AB trên 2. AC để nguyên này. Và tiến hành thì gọi D1, đây là 2. Thế đến 1 thì nhân với 2. 11 nhân 2. 1 nhân 2. 1 nhân 2 có nghĩa là các em đang tiến hành các em lấy AN. Em nhân với CM. AN nhân với CM thì chính là 1/2 AS cộng AC. Chưa? Đấy. Nhân với là CM, CM chính là AB trên 2. AB trên 2 trừ đi AC. Đây. Chúng ta nhân tung những ngoặc này ra, nhân tung ngoặc này ra. Nhìn nhá, nhân tung ngoặc này ra xem nó ra được cái gì. Đấy. AN nhân CM khi nó bằng. Bây giờ cái con số 1/2 thì vứt ra ngoài đi, con số 1/2 thì vứt ra ngoài. Còn này chung này thì vứt ra ngoài nhá. Sẽ là AS nhân với AB trên 2. Đầu tiên là AS nhân AB trên 2. AS đúng không? Đấy, vector AS này nhân vector AB trên 2. Chưa? Có thế này không? Đấy, AS nhân AB trên 2. Tiếp tục là bây giờ AS nhân với AC trừ AS nhân AC cộng AC nhân AB tất cả trên 2 và trừ đi AC bình. Chúng ta có cái này thì các em chú ý này, cái thằng AS này thì nó vuông góc mặt đáy, AS vuông góc mặt đáy. Đấy, thành ra AS nó sẽ vuông góc với là mọi cái đường thẳng nằm trong mặt đáy này. Và cũng có nghĩa là gì đây? AS nhân AB sẽ bằng là vector 0 vì AS vuông góc AB. Tiếp tục, AS nhân AC cũng vector 0. Đúng chưa? AC vector 0. Đấy. Vậy nó chỉ còn, nói trong ngoặc chỉ còn hai cái này thôi nhá, trong ngoặc chỉ còn hai này. Vậy thì sẽ biến đổi ra. Biến đổi ra thế này đây. Vậy là AN nhân với CM, bằng 1/2. Đấy, bên trong ngoặc vuông này, còn gì đây? Đấy, bên trong ngoặc vuông này nhá, thì còn là còn AC nhân AB đúng không? Tích vô hướng của AC nhân AB trên 2. AC nhân AB thì các em nhớ là tam giác đều này. Đấy, thì AC nhân AB trên 2 thì vớt con số 1/2 ra. AC nhân AB, vector AC nhân vector AB thì bằng là gì? Độ lớn của vector AC nhân độ lớn của vector AB nhân cosine giữa AC và AB. Được chưa? Đấy, trừ AC bình giữ lại này. Và nhân tung vào thì sẽ là 1/4 AC nhân AB, tức là A bình. Cosine giữa AC AB là cos 60 độ. Tôi để cos 60 độ đây. Được chưa? Đấy, trừ đi AC bình trên 2. AC bình trên 2 tức là trừ đi A bình trên 2. Đấy. Được nhỉ? Đấy. Cos của 60 độ thì bằng 1/2. Vậy chúng ta sẽ bấm máy tính cái này thôi. Cos 60 độ 1/2. Vậy chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có là 1/4 nhân với cos của 60 độ 60 độ trừ đi 1/2. Chúng ta được là trừ 3/8, tức là trừ 3A bình trên 8. Vậy tích vô hướng của hai vector này được như này. Đấy. Chờ sau đó các em quay trở lại, các em nhìn nhé. Các em nhìn biểu thức này này. Đây, thầy có tích của cái này này. Bây giờ thầy có cái này rồi. Thầy có cái này, đó chính là trừ 3A bình trên 8. Được chưa? Đấy. AN về độ lớn AN thầy. AN đúng không? AN là đường trung tuyến trong tam giác vuông. Vậy nó sẽ bằng 1/2 cạnh huyền. Đường trung tuyến trong tam giác vuông ứng với cạnh huyền thì bằng 1/2 cạnh huyền. Tức là thầy có AN này. AN nhá. AN sẽ bằng SC trên 2. AN bằng SC trên 2. Mà SC ta tính là mấy đây? Chúng ta có cái này là A căn 3 này, cái này là A căn 3, cái này là A này. SC sẽ phải là 2A. SC là 2A. Vậy AN đây, AN sẽ phải là A. Đấy. Đường trung tuyến trong tam giác vuông ứng với cạnh huyền thì bằng 1/2 cạnh huyền. Đấy. Vậy là AN bằng A. CM là đường trung tuyến trong tam giác đều. Thì nó là A căn 3 trên 2. A căn 3 trên 2 đây. Thế này. Vậy các em suy được cốt phi. Thì cốt phi bằng A hết đúng không? Vậy thầy chỉ việc bấm máy tính là trừ 3/8 chia căn 3 trên 2. Trừ 3/8 chia căn 3 trên 2. Trừ 3 phần 8 chia căn 3 trên 2 ta nhân nghịch đảo là 2 trên căn 3. Thế là trừ gì ấy? Trừ căn 3 trên 4. Trừ 3/8. Đây, được chưa nhỉ? Đấy. Nhưng mà chúng ta nhớ thế này này, đây là góc giữa hai đường thẳng thì nó cốt góc giữa hai đường thẳng này, hay là cốt của góc giữa hai đường thẳng này thì nó sẽ là cốt dương, cốt dương. Thế nha, ở đây các em để trị đối. Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Các em để trị đối này. Và đây chúng ta sẽ ra được là căn 3/4. Đấy, chúng ta phải lưu ý phần như thế. Tức là cốt góc giữa hai đường thẳng nó sẽ dương nhá. Cốt góc giữa hai đường thẳng sẽ dương. Được chưa nhỉ? Ra được căn 3/4. Rồi, chúng ta xong cái phần ví dụ 1, chúng ta vào cái phần tiếp theo, ví dụ số 2. Cho hình chóp SABC chóp này không nói gì vậy, chúng ta vẽ chóp thường thôi. Đây, vẽ này. Chóp SABC, đây là F, đây là E, đây là A, đây là B, đây là C. Tính cốt của góc giữa FC và AB thì bây giờ các em sẽ tính của này đây. Đấy, cốt đây nhé, tương tự bài kia bây giờ chúng ta cốt phi. Đấy, cốt phi sẽ bằng trị đối của FC. Đấy, FC này. Đấy, nhân với là AB này. Chia cho. Đấy. FC. Đấy, nhân AB ta dùng này. Được nhỉ? Đấy là sẽ dùng đấy. Bây giờ tính cốt ra hai này, nó cho là SA bằng SB bằng FC, thằng này A, thằng A, thằng này A này. Đấy, bằng AB, A này, AC là A căn 2, AC là A căn 2, BC là A căn 3, BC A căn 3, đủ các cạnh rồi. Được không? Bây giờ chúng ta biến đổi một chút thôi, biến đổi mấy cái vector FC và AB thôi. Đấy. Thì có vector AB, vector AB thì bằng là SB, vector SB trừ vector SA. Được chưa? Về đây ra. Đây. Thầy cần biến đổi một chút cái thế thì chúng ta mới làm được bài toán nó dễ dàng hơn. Và khi đó nhá, khi đó thầy sẽ lấy tích vô hướng này. Tích vô hướng của SC nhân AB, đấy, thì thực chất nó là tích vô hướng của gì đây? Của SC với cái hiệu này SB trừ SA. Được chưa? Đấy. Đấy. Và tách ra thì sẽ là SC nhân SB trừ đi FC nhân SA. Đây, chúng ta tách ra này. Đấy. SC nhân SB, các em nhìn trên hình đi. SC nhân SB. SC bây giờ SC nhân SB, tích vô hướng của SC nhân SB thì chúng ta tách riêng này ra nhé. Đấy, thầy có như sau. Tích vô hướng của SC nhân SB thể có là SC nhân SB. Đấy. Thì sẽ bằng là SC này độ lớn SC này nhân độ lớn SB nhân cốt sen giữa này, cốt sen giữa hai thằng này, được chưa? Cốt sen giữa hai thằng này. SC nhân SB rồi. Đấy, chúng ta có này đúng không? Mặt khác nhá, mặt khác chúng ta nhìn này, cốt giữa SC và SB có phải là cái, nó là cái góc này không? Đúng chưa? Nó góc này. Đấy, nó góc này này. Thì gọi góc này góc alpha đi, góc alpha đi. Đấy, góc alpha thì lại dựa vào định lý hàm cốt tam giác lại có như sau. Định lý hàm cốt tam giác nha, thì có là BC bình. Thì có là BC bình. BC bình thì bằng SB bình cộng SC bình trừ 2 lần SB nhân SC nhân cốt xen giữa SC và SB. Được chưa? SB. Vậy các em thế toàn bộ cụm ở trên xuống này. Đấy, có phải cả cái cụm này không? Cả cái này này. Cả cái này thì chính là SC nhân SB. Cả SC nhân SB. Vậy từ đó thầy suy được ngay, thầy suy được là SC nhân SB, vector nhé, thầy nói là vector đấy. Đấy, thì bằng gì đấy? SC nhân SB thì chính là SB bình cộng SC bình trừ đi BC bình, tất cả chia 2, tất cả chia 2. Ok chưa? Chia 2. Đấy, đấy. Đúng không? Đấy, SB bình, SB bình thì là A bình này, A bình cộng SC bình cũng là A bình, trừ đi BC bình là trừ đi 3A bình, chia 2. Và đây là 3 bình, cái này sẽ trừ A bình trên 2, trừ A bình trên 2. Rồi như này, tương tự áp dụng cho SC với SA. Thế không chứng minh lại nhá. SC nhân SA. SC nhân SA thì bằng gì đấy? SC nhân SA nhá. SC nhân SA thì chính là bằng SC bình cộng SA bình trừ đi 2 lần AC bình tất cả chia 2, chia 2. SC là A, SC bình là A bình cộng SA bình là A bình, trừ 2 lần AC tức là trừ đi 2 lần A bình, chia 2. Được chưa? 2. Cái ra là 0. Đó, ra là 0. Hai thằng vuông góc với nhau đấy. Đấy, tam giác vuông mà. Chúng ta nhìn ngay tam giác vuông phải tích vuông hướng bằng 0 nhá. Đấy, được nhỉ? Vậy nè. Rồi, thằng này bằng 0 này, nhìn này, thằng này bằng 0. Được không? Thằng này là được không? Thằng này là trừ A bình trên 2, trừ A bình trên 2. Được chưa? Trừ A bình trên 2. Đấy. Trừ A bình trên 2 bắt đầu em lại thấy ngược vào đây, em có tích của nó trừ A bình trên 2, vậy trị đối của nó chính là A bình trên 2 đúng không? Trị đối nó chính là A bình trên 2. Tử xong rồi nhá, dưới mẫu này. SC ở dưới mẫu là SC là gì? SC là A, SC là A, AB cũng là A, vậy ra 1/2 xong được cosin. Chưa? Đấy, đề bài nó chỉ hỏi là cosin thôi, đề bài chỉ nó hỏi là cosin thôi, được chưa nhỉ? Đấy, còn nếu hỏi góc thì ra được 60 độ luôn. Đó, nó chỉ cosin thôi. Viết ai xong chúng ta vào ví dụ số 3. Cho hình chót SABCD. Cho hình chót SABCD này. Đấy. Trong đó có đáy hình vuông. Đáy hình vuông. ABCD cạnh là 2A, vẽ sẵn ra. nó cho SA vuông góc với ABCD tại A. Đúng không? Chúng ta khai thác này, SA sự này đi. Đây. Đây là S. Đấy, đây là S. Đây là A. A. Đây là B. Đây là C. Đây là D. Đây. FB là A căn 5. M là trung điểm của AB. M trung điểm AB. Đây, M trung điểm AB. AB. N trung điểm BC. N trung điểm BC. N trung điểm BC. Tính cosin góc giữa FM và DN. Tính cosin góc giữa FM và DN. FM và DN. Thầy nối vào nhé, FM DN thầy nối hai cái đường này vào đi, cho hai đường màu đỏ đi. SM DN đây. Thế giờ chúng ta sẽ tách này ra thôi. Bắt đầu chúng ta nhìn nhé. Chúng ta dựa vào kiến thức như sau. Cốt phi thì bằng trị đối của SM nhân DN chia, nhớ là góc giữa hai đường thẳng này thì nó sẽ dương nhé, cốt của góc giữa hai đường thẳng này sẽ dương đấy. SM nhân DN đây, luôn dùng cái này, hơi tính từng cái là một. Đấy thì thầy phân tích như sau, thầy có SM nhân vector DN bằng SM để nguyên, thầy biến đổi thành DN đi, biến đổi DN. DN thì sẽ bằng là SN trừ SD. DN thì bằng FN trừ SD. FN trừ SD. FN. SN trừ SD được nhỉ? Đấy. Thầy phải biến đổi về làm sao cho thằng SN này nó giao được SM và SD cũng giao được SM. Đấy, thì biến đổi về thế. Bắt đầu thì tách ra. Thì thầy có là SM nhân SN trừ SM nhân SD. SM nhé đây. Dạ. Và chúng ta dùng cái kiến thức ở phía trên vừa rồi nhé. Đây, kiến thức ở đây. Đấy, chúng ta sẽ có như sau. Không chứng minh lại đấy nhá, thầy không chứng minh lại nữa. Thầy có SM nhân SN. SM nhân SN. SM nhân SN thầy xét trong tam giác là SMN. Đấy, trong tam giác SMN. Đấy. Thì SM nhân SN thì nó chính là SM bình cộng với SN bình trừ đi MN bình, tức là chia 2. Tức chia 2 nhá. Đấy, thầy có này. Tương tự như vậy, thầy có SM SD. Đấy, SM nhân SD. SM nhân SD thì sẽ bằng là SM bình cộng SD bình trừ đi SM nhân SD. Đấy, trừ đi MD bình. Ở D bình. Tất cả chia 2. Chia 2. Chưa? Và chúng ta lấy hai này trừ nhau, lấy hai trừ nhau. Đúng không? Lấy hai trừ nhau. Đấy. Thì SM sẽ mất này, SM bình mất đúng không? Lấy hai trừ nhau thì SM bình sẽ mất. SM bình mất. SM bình mất, vậy hai trừ nhau thì ra được cái gì đây? Từ đó thầy suy ra đây, thầy suy được luôn. Thầy suy là tích của SM, tích vô hướng của SM nhân DN. DN. Đấy. Thì nó chính là SN bình trừ đi MN bình, trừ đi SD bình, cộng với MD bình. Tất cả chia mấy? Tất cả chia 2. Đây, chia 2. Đó, có này. Đấy, tất cả chia 2. Thế là Fm bình Fm mất rồi, còn là Sn bình trừ Mn bình trừ Fd bình cộng Md bình tất cả chia 2. Mặt khác tại chúng ta để ý này, các em để ý này, chúng ta có SA nó vuông góc mặt đáy đúng không? SA vuông góc mặt đáy. SA vuông góc mặt đáy thầy có như sau, thầy xét tam giác, SA vuông góc mặt đáy mà. Nên là thầy có tam giác SAN vuông góc tại A. Tam giác vuông SAN. Đấy, thì thầy có là SN bình. Thì bằng SA bình cộng với AN bình. Được chưa? Đấy. Mà AN bình đáy nó lại là hình vuông. AN bình thì bằng AB bình cộng BN bình. Bằng SA bình này. AN bình thì bằng AB bình cộng với BN bình. Được chưa? Đấy, SA này bà cho bằng mấy nhỉ? SA nó cho đáy hình vuông là cạnh 2A rồi. Hình vuông cạnh 2A. Vậy là cái AB bình này thì sẽ là hình vuông cạnh 2A, cái này sẽ là 4A bình này, BN thì cái này sẽ là A bình này, 5A bình này. Đấy. Nó cho SB nữa đúng không? Nó cho SB bằng A căn 5. Vậy bình phương cái này đấy nhá, SB bình nhá. SB bình này sẽ là 5A bình này. Thằng này sẽ là 4A bình này. Thằng này sẽ phải A bình này, Pythagore mà. Đấy, thằng này SA bình sẽ là A bình này. Vậy ra được 6A bình. Hiểu không nhỉ? Đấy. Thế có tam giác là SAB vuông góc tại A. Vậy SN tính được rồi. Vậy tính SN ra. MN sao? Tính xem MN là gì đấy. MN thì nó sẽ là đường trung bình của tam giác ABC. MN là đường trung bình của tam giác ABC. Vậy MN sẽ bằng AC chia 2. Mà AC thì chính là 2A căn 2. 2A căn 2 chia 2 thì chính là A căn 2. Được chưa? A căn 2. AC là 2A căn 2 mà. Đấy. Vì tam giác ABC vuông. Tính tiếp từng đoạn 1. SD nữa đúng không? SD. Đây, thầy có AD, AD là 2A, bình phương này cái này 2A bình. Đấy. Cái sẽ là A căn 5. SD là A căn 5. Được chưa? SD A căn 5. Bình phương nên chính là 5A bình. Rồi, còn thiếu MD, tính nốt MD. Chúng ta sẽ có như sau. MD bình thì viết ở đây nhá, MD bình thì chính bằng AM bình. Cộng với AD bình. AM bình thì chính là A bình. AD bình thì chính là 4A bình. Vậy nó ra 5A bình. Được chưa? 5A bình. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ thay hết vào xem nào. SN này chúng ta đầy đủ rồi, SN là 6A bình. SN là 6A bình. Thằng này là 6A bình. MN đâu? MN thì chính là 2, MN là 2A bình, 2A bình. SD là 5A bình. SD bình là 5A bình. MD bình cũng 5A bình. Vậy nó ra được là mấy đây? 4A bình. 5A bình, 5A bình này là hết này. Đấy, vậy cái này ra được 4A bình. Còn chia 2 nữa vậy ra được 2A bình nhá, đúng không nhỉ? Đấy, còn chia 2 nữa mà, còn chia 2. Vậy nó ra được 2A bình. Cái trên tử này sẽ là 2A bình, được chưa? Trên tử 2A bình ở dưới mẫu nào? Ở dưới mẫu nào? SM dưới mẫu. SM chúng ta tính được SM không? Nhìn nhá, SM nhá. Tính SM đây. SM thì sẽ là căn của SA bình. Tức căn của A bình cộng với là AM bình. AM bình thì là A bình. Vậy SM chính là A căn 2. SM là A căn 2. Tiếp tục DN. DN thì chính là gì đây? Cái này là 4A bình này, 4A bình. Cái này là A bình này. căn ra thì a căn 5, a căn 5, a căn 5. Chưa? Vậy triệt tiêu a bình, phải ra được cốt của nó là gì đấy? 2, 2 trên căn 10, 2 trên căn 10. Căn 10 rồi. 2 căn 10 nhá. Đấy. 2 căn 10. Vậy ra là kết quả bài toán. Chúng ta vào tiếp ví dụ số 4. Cho hình chóp SABC ABCD có đáy hình chữ nhật. Chữ nhật. Vẽ ra. Đây. SA vuông góc với ABCD. Vậy SA ABCD chúng ta kẻ cái đường này đây. Y là trung điểm của CD, kẻ sẵn ra. Tạm thời phần A, xử lý phần A trước đi. Đấy, đây là S này. Đây S này. Đấy, đây là A này. À, đây là B. Đây là C. Đây là D, được chưa? Đây. SA bằng 2A. Rồi, tính cosin góc giữa BC và SD. Tính cosin góc giữa BC và SD. BC và SD. BC này, SD. Bây giờ chúng ta sẽ thầy sẽ áp dụng nó cách 1 nhé. Áp dụng cách 1 BC và SD vì cái bài này nó khá dễ, không cần để phức tạp ra. Thì góc giữa BC và SD chúng ta sẽ như sau, chúng ta nhận thấy. Chúng ta nhận thấy là thế này, phần A này đó là BC nó song song với AD, BC song A song AD. Vậy thành ra suy ra góc giữa BC và SD thì cũng chính là góc giữa AD và SD. AD và SD. Và nó chính là góc giữa, nó là góc SDA. Chính là góc SDA, cái này nó rất là dễ rồi. Mà tam giác này nó vuông tại A, vuông tại A, được chưa nhỉ? Đấy, vuông tại A. Nó cho SA, SA là 2A, SA là 2A. AD là A căn 2, AD là A căn 2. Được chưa? AD A căn 2. Vậy cái thằng này là cạnh huyền. Cạnh huyền thì nó phải là 4A bình cộng 2A bình thì là A căn 6. A căn 6. SD sẽ là A căn 6. Được chưa các em? SD là A căn 6. 4A bình cộng 2A bình là 6A bình, A căn 6. Đấy, vậy là thầy có như sau, thầy có cốt góc SDA, cốt góc SDA thì chính là bằng kề trên huyền, bằng kề trên huyền, bằng kề trên huyền tức là bằng AD, bằng AD chia cho SD, SD. AD là A căn 2 chia SD là A căn 6, A căn 6. Vậy nó ra là căn 2 trên căn 6 là 1 trên căn 3. Xong. Cái phần A này chẳng cần để vector làm gì phức tạp, tại vì nó khá là dễ. Phần B, phần B Y là trung điểm của CD, Y trung điểm CD. Đây. Tính cosin góc giữa AB và S, cosin góc giữa SB và AI. SB và AI. Cái này có đấy, cái này có vector gì thì vector thôi, AI đúng không? AI. Thầy sẽ nối cái này ra. AI. AI. Thế nào bây giờ đấy, AI. Cái này thì dùng vector thì hợp lý hơn rồi. Đấy, SB và AI nhá. Thầy có như sau, thầy có SB nhân với AI tích vô hướng của i vector. Thì SB để nguyên thì biến đổi thành AI ra. AI. AI thì sẽ bằng là SI. AI sẽ bằng SI trừ SA. Đấy, SI trừ SA. Điểm cuối trừ điểm đầu. SI trừ SA. Em chèn thêm điểm S vào thôi, điểm cuối trừ điểm đầu. SI trừ SA. SI trừ SA và tách ra, được chưa nhỉ? SI trừ SA. Và tách ra thì sẽ là SB nhân SI trừ đi SB nhân SA. SB nhân SA. Đấy. Và chúng ta lại dựa vào cái phần ở phía trên để chứng minh này nhé. Thầy có SB tích vô hướng của SB nhân SI thì thầy sẽ tam giác SBI. Tam giác SBI, được chưa? Đấy. Thì nó là gì đây? Thì nó là 1/2 của SB bình cộng với là SI bình trừ đi IB bình. IB bình. Đấy. Được chưa? SB SI rồi. Tiếp tục, thầy có SB, cái viết sẵn đây SB nhân SA thì tam giác là SBA thì sẽ là 1/2 của SB bình, SB bình cộng SA bình trừ đi AB bình, AB bình. Đây, xem thay vào có những gì rồi. Được chưa? Đấy, chúng ta có này rồi. Bây giờ đề bài mới cho SA thôi, đề bài mới cho SA, cho AD tính từng cái một ra nào. SB tính được rồi. SB hình này là hình chữ nhật. AB cạnh A thì tính sẵn đây nhé, AB cạnh A. AB cạnh A, vậy thằng này nó phải là A bình cộng A bình thì nó chính là A căn 3. A căn 3, thằng này A căn 3. À đâu, cái này là A căn 5 chứ, đây là 4A bình cộng A bình. A căn 5. A căn 5. Được chưa? SB A căn 5. Đấy. Vậy SB, nếu mà SB bình lên thì cái này chính là 5A bình. 5A bình, thằng này cũng 5A bình. Rồi, tính SI nào. SI. SI bình. SI bình. SI bình thì chính bằng SA bình cộng với AI bình. Đấy. AI bình, SA bình để nguyên nhá, mà AI bình thì xét tam giác, đây là đáy hình chữ nhật mà. Đấy. Thì AI bình thì bằng gì? AI bình lại bằng AD bình cộng với DI bình. Đúng không? Đấy. Thì SA bình thì đây là 4A bình, ở thằng này là 4A bình. AD bình thì nó chính là 2A bình. 2A bình. DI hình chữ nhật AB bằng A, vậy thằng này nó A trên 2. A trên 2, y trung điểm mà. A trên 2. Được chưa? A trên 2. A trên 2 vậy nó là A bình trên 4. A bình trên 4. A bình trên 4. Này dùng máy tính cộng thôi. 6A bình, 6 cộng 1/4. 6 cộng 1/4. 25/4. 25A bình trên 4. Nó ra là 25A bình trên 4. 25A bình trên 4. Được chưa? Rồi SI là 25A bình trên 4. Vậy xong SI 25A bình trên 4. Trên 4. IB lại là đoạn này. IB thì bằng gì đây? IB thì chính là bằng là 2 bằng A căn 2 bình, tức là 2A bình. A căn 2 này, cái này A trên 2 này. Cũng thế thôi, IB cũng thế. Đấy. IB sẽ phải là 2A bình. 2A bình thì viết sẵn đây nhá. Viết đây đi cho dễ đi, IB bình. IB bình thì bằng BC bình. BC bình cộng với là CI bình. BC bình thì chính là 2A bình, CI bình là A bình trên 4 thì ra là 9A bình trên 4, 9A bình trên 4, được chưa? Vậy IB bình giải quyết xong, quyết xong hết, còn thiếu gì không nhỉ? AB đây là A bình này, SA đã xong rồi, thế là 4A bình này, 9A bình trên 4 này, 9A bình trên 4 này. Đủ hết rồi, đúng không? Đủ hết rồi. Đấy. Thì bây giờ cốt xen giữa nó bắt tìm cosin thôi, nó bắt tìm cosin, vậy là đấy gọi là cốt phi đi. Cốt phi thì bằng trị đối của SB nhân với AI, được chưa? Chia độ lớn của SB nhân độ lớn của AI. Đấy, bắt thay rồi thôi. Đấy, mà SB nhân AI thì ở dưới này chúng ta chỉ việc dùng máy tính thôi, cái này dùng Casio là xong thôi. SB nào, dùng máy tính này, máy tính sẽ là 1/2 vắt ra ngoài này, 1/2 này ra ngoài, bên trong sẽ là 5 này, 5 này cộng với 2 5/4 này, 5 cộng với 2 5/4 này, 4 này trừ đi 9/4 này, 9/4 này trừ đi 1/2 này, 1/2 này. Này nhân với 5 này cộng với 4 này trừ đi 1 này, 1/2 là 1/2, 1/2 tức là A bình trên 2. Vậy tử này chính là A bình trên 2, tử A bình trên 2. Mẫu SB đúng cái tính đâu nhỉ? SB đây, SB là A căn 5, A căn 5. AI phải nhìn xem nào, AI đâu rồi? AI chưa tính à? AI thì chính là đây, AI là AI bằng IB, AI bằng IB nó chính là AI bằng IB là bằng AI bằng IB mà, đúng không? Thì đây này, 9A bình trên 4 mà căn ra thì sẽ là 3/2A, nó chính là 3/2A nhân 2, được chưa? Triệt tiêu đi, thì đẩy lên 1/3 căn 5, 2 với 2 này hết, 1/3 căn 5 hết bài toán. 1/3 căn 5 thôi. Đấy, thầy đã chữa chúng ta xong về cái phần, thầy làm cho 4 ví dụ thôi nhé, xong về cái phần góc giữa hai đường thẳng trong không gian. Các em chú ý, các em theo dõi. Chào các em, chúc các em học tốt.